Mưa lớn tại các tỉnh thành phố khu vực Trung Bộ đã làm 3 người thiệt mạng, 2 người mất tích và nhiều thiệt hại khác. Sau khoảng một ngày tìm kiếm, thì lực lượng chức năng huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tìm được thi thể 2 cậu cháu bị lũ cuốn vào chiều ngày 2 tháng 12. Tại tỉnh Phú Yên, mưa lớn sạt lở nhiều điểm trên tuyến quốc lộ 19C, điểm nặng nhất là qua xã Ia Chôn, huyện Sông Hinh. Khoảng 7.000 mét khối đất đá bồi lấp toàn bộ mặt đường, gây ách tắc giao thông. Khó khăn lớn nhất hiện nay đó là khu vực này mưa nhiều, đất đá trên sườn núi ngậm nhiều nước lâu ngày nên sườn núi tiếp tục sạt lở. Lực lượng chức năng huyện Sông Hinh đang tổ chức ứng trực 24/24 giờ, rào chắn, cắm biển báo các phương tiện qua lại tại vị trí sạt lở để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, tăng phương tiện và nhân lực khắc phục điểm sạt lở này để sớm thông tuyến. Nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam sẽ được tạm hoãn do nhiều khu vực tại đây đang phải khắc phục hậu quả của mưa ngập, như là giải Việt dã vì di sản văn hóa thế giới Hội An, lễ kỷ niệm 5 năm nghệ thuật bài chòi Trung Bộ được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trong ngày hôm qua và sáng ngày hôm nay thì nhiều tuyến đường ngập sâu, du khách đã phải dùng thuyền để di chuyển tham quan. Hiện nước đã rút, xong công tác dọn dẹp và khắc phục sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới.